Đây, bộ phát điện chuyên về phát điện ngoài biển nè, ví dụ dùng nước mặn á, dùng nước mặn hay dùng là bà con hay xài nước rồi đó, nước nôi dân thuyền ghe tàu rồi đó. Tại gì đó anh? Dạ. Hôm qua anh có điện đấy hả? Quá. Này là bà con nào xài dùng hay có nước đồ nhiều á, nước đồ dân vô á, sông biển tàu thủy vẫn được. Hay mấy cái máy bơm nước ngoài trời trời là ok. Nó chống xét đồng hồ điện tử luôn, nó không rung, nó không bị lắc kim. Hỏi lấy màu xanh màu đỏ anh giao cho em màu xanh đây đẹp á. Này bà con mà xài dùng nước bạn như là bơm nước hay là dùng sông thủy rồi đánh bắt cá rồi vô tư hay gọi là đi mua thủy á. Ủa chỗ ngồi hết rồi. Dạ. Ủa chỗ ngồi hết rồi. Chị mấy nè. Có anh năm rồi. Qua mới làm cái chỗ cơm hộp rồi bà. Có 1 năm, cái máy 1 năm. Ba mấy triệu rồi con. Ba mấy triệu bộ này nè. 9 kg. Ampere bao nhiêu? Ampere là bự cho nhỏ dưới con luôn. 40 ampere. 9 kW. 50 hạt. Ông đi làm phá cho nhà. Ba mấy triệu bộ này nè.